Hôm nay lớp mình sẽ giới thiệu cho các bạn sự điện phân dung dịch CO2 một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất và con người nhất. Trước mắt chúng ta đây chính là ba phân tử CO2 đại diện cho ba mối tình tay ba bền vững, tươi đẹp và trong sáng. Và sau đây sẽ là một số nhân vật chính. Các bạn ấy rất là vui vẻ, tung tăng, nhảy múa. Và các cuộc tình này cứ tiếp tục hạnh phúc mãi, hạnh phúc mãi, hạnh phúc mãi, cho đến khi hòa tan vào nước. Trước mắt các bạn đây đó chính là ba phân tử nước. Nhìn sơ qua thì cũng có thể thấy ba đứa này chả tốt đẹp gì. Cứ hễ trong lớp có ai quen nhau thì tụi nó luôn tìm cách để hãm hại và phá đám. Đó, tụi nó đang âm mưu đó. Thôi, các bạn chờ xem tụi nó đang làm gì. Thấy chưa? Chả tốt đẹp gì. Giờ ba đứa nó đang đánh lộn với nhau và phải khiến hai bạn CL trừ phải bị tách nhau ra. Cặp đôi này cũng chả ngoại lệ. À lộn, ba đứa này và dẫn đến tình trạng ẩu đả. Cái này vui nè, cái này vui nè. Vâng, sau đây sẽ là trận chung kết cúp bàn thờ mở rộng giải Lưu Hương. Vâng, ứng cử viên số 1 đó chính là Quách Hữu Minh. Và ứng cử viên số 2 cũng không kém, đó chính là Lại Nguyễn Chi Minh. Và trận đấu bắt đầu. Vâng, hai bên rất là căng thẳng. Vâng, chúng ta có thể thấy. Mà thôi bỏ đi. Từ đó chúng ta có thể kết luận. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện quá trình điện phân dung dịch CO2. Thì ở bên cathode đại diện cho sự cường tráng, đô con, dẻo dai, phong độ đẹp trai. Phai to, ta lộn, không, tất nhiên là không. Ở bên đây cathode sẽ nhận e từ nguồn điện. Và sau đó sẽ cho e. Thì lúc đó thì các phân tử, các ion CO2 cộng sẽ nhận e và tạo thành các nguyên tử CO bám trên cathode. Và trái với hình ảnh lực lượng, phong độ, khoai to, đẹp trai của bên cathode thì chúng ta sẽ thấy được một hình ảnh người thiếu nữ thiết tha duyên dáng với vòng một cực khủng, trị giá mỗi bên là $1,000 ở bên anode. Thì tại đây anode sẽ nhận e từ các ion CL trừ và các hai cái nguyên tử ion CL trừ sẽ tự kết hợp tạo thành một phân tử CL. Thế là đi tông cái $2,000 rồi. Cầm tay chuyện. Thôi tụi bay chỉ có
có động tác này thôi hả? Ủa giờ có mày vô luôn rồi đó ngon. Thấy rõ rồi, thấy không? Thấy. Em lên, em lên.